Nhật Bản là một quần đảo hình vòng cung hẹp nằm ở phía đông của lục địa châu Á, thường được biết đến với cái tên xứ sở mặt trời mọc. Mặc dù không phải là một quốc gia nổi tiếng về lịch sử ngàn năm như văn minh Trung Quốc, song lịch sử của xứ sở mặt trời mọc này cũng có nhiều điểm đáng để tìm hiểu. Theo nhận định của nhiều nhà sử học, việc thiết lập chính quyền quân sự Kamakura cuối thế kỷ 12 đã đưa lịch sử Nhật Bản bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn tồn tại và phát triển mạnh mẽ của chế độ phong kiến. Tầng lớp võ sĩ được hình thành từ những thế kỷ trước đã dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát của triều đình trung ương. Họ không chỉ là những chúa đất lớn, thâu tóm nhiều đặc quyền kinh tế, mà còn thách thức vị trí chính trị của chính quyền Nhật Bản thời bấy giờ với quân sự hùng mạnh. Vào nửa cuối thế kỷ thứ 12, sự hiện diện của những tập đoàn võ sĩ và việc họ trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị đã khiến cho bầu không khí tranh giành quyền lực hết sức quyết liệt bao trùm xã hội Nhật Bản. Nổi bật trong đó, không thể không nhắc đến cuộc chiến tranh Genpei, cuộc chiến đầu tiên giữa hai phe phái samurai lớn mạnh nhất thời bấy giờ, gia tộc Taira và gia tộc Minamoto, vốn dĩ là hai đối thủ ngang tài, ngang sức trong việc tham gia và thao túng chính trị Nhật Bản vào giữa thế kỷ 12, bất chấp sự tồn tại của pháp luật và thiên hoàng. Tuy nhiên, trong loạn Hogen năm 1156 và loạn Meiji năm 1160, gia tộc Taira đã chiếm ưu thế hơn cả. Taira no Kiyomori trở thành bộ trưởng quốc gia. Gia tộc Taira đã thịnh trị trong khoảng 20 năm. Sự độc đoán và chuyên quyền đã gây nên rất nhiều bất mãn trong tầng lớp quý tộc và một số dòng tộc võ sĩ khác. Vào ngày 5 tháng 5 năm 1180, Minamoto Yoritomo, vốn có thâm thù với dòng họ Taira, đã kêu gọi những võ sĩ ở vùng đồng bằng Kanto nổi dậy chống lại sự chuyên quyền của gia tộc Taira. Năm 1181, người đứng đầu dòng họ Taira chết vì bệnh. Thêm vào đó, nạn đói và dịch bệnh dai dẳng bao trùm Nhật Bản đã khiến cho dòng họ Taira thực sự suy yếu. Ngay khi nạn đói lắng xuống, vào ngày 10 tháng 5 năm 1183, quân đội nhà Taira đã nhanh chóng tiến quân nhằm muốn đánh bại đội quân của Yoshinaka, một tướng lĩnh mới và là em trai của Yoritomo. Tuy sự chênh lệch lực lượng là vô cùng lớn, song quân nhà Taira vốn dĩ đã thiệt hại quá nhiều bởi nạn đói, lại được tập hợp dọc đường hành quân, nên 4 vạn quân chỉ là một đám quân nông dân ô hợp, chịu thảm bại dưới 5.000 quân tinh nhuệ của Yoshinaka ở Kurikara. Nhà Taira hoảng loạn rút chạy khỏi thủ đô vào tháng 8 năm 1183. Vào tháng 2 năm 1185, nhà Minamoto chiếm pháo đài Taira và thủ đô mới tại Yashima. Ngày 24 tháng 3 năm 1185, trận hải chiến Danomura, trận đánh lớn cuối cùng của chiến tranh Genpei, diễn ra ở biển Shimonoseki. Khi trận chiến tiếp diễn, thủy triều thay đổi đã buộc các tàu Taira ngược lên bờ biển đầy đá, bị hạm đội Minamoto truy đuổi rồi dần rơi vào thế thất bại. Chiến thắng của dòng họ võ sĩ Minamoto vào năm 1185 đã mở ra thời kỳ phát triển của chế độ phong kiến Nhật Bản. Minamoto đã rút ra những bài học từ dòng họ Taira. Mặc dù được thiên hoàng ban cho danh vị tướng quân, song cũng quyết định xây dựng một chính quyền quân sự của riêng mình ở Kamakura, đứng độc lập hoàn toàn với chính quyền của thiên hoàng và giới quý tộc ở Kyoto. Chế độ mạc phủ với trung tâm là những võ sĩ đẳng cấp shogun đảm đương vai trò bảo vệ đất nước và thiên hoàng đã được hình thành và nắm quyền chi phối, cai trị chế độ phong kiến Nhật Bản. Đến năm 1199, Yoritomo qua đời. Quyền lực của mạc phủ Kamakura dần rơi vào tay họ Hojo. Tuy phải đối mặt với những tình thế chính trị phức tạp, song họ Hojo đã loại bỏ dần những thế lực chống đối, đặc biệt là trấn áp thành công cuộc nổi dậy của lực lượng võ sĩ đối địch với sự chống lưng của thiên hoàng vào năm 1221. Vào thời Kamakura, Nhật Bản đã phải 2 lần kháng chiến chống lại sự xâm lược của quân Mông Nguyên. Vào thế kỷ thứ 13, khi nắm được chính quyền của Trung Quốc, nhà Nguyên đã thực hiện cuộc xâm lược bành trướng lãnh thổ quy mô lớn ở cả châu Âu và châu Á. Nhật Bản cũng không nằm ngoài kế hoạch đó. Trong các năm 1268 và 1271, nhà Nguyên đã cử sứ giả sang Nhật Bản, yêu cầu nước này phải cử phái đoàn sang Trung Quốc để cống nạp và chịu sự thuần phục. Tuy nhiên, chính quyền Kamakura đã kiên quyết cự tuyệt yêu cầu này, đồng thời ra lệnh cho các lãnh chúa vùng ven biển Tây, Nam, đảo Honshu và đảo Kinshu tăng cường các tuyến phòng thủ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng chống lại cuộc xâm lược của quân Mông Nguyên. Lần thứ nhất, vào năm 1274, Hốt Tất Liệt cử tướng Hàn Đô mang 3 vạn quân cùng với lực lượng thủy binh Triều Tiên tiến vào phía bắc của đảo Kyushu và một số chiến thuyền đổ bộ vào vịnh Hakata. Nhưng đúng vào thời điểm đó, bão lớn đổ bộ và nhấn chìm toàn bộ thuyền chiến của quân Nguyên Triều xuống đáy biển, Nhờ sự trợ giúp của thiên nhiên cùng với sự chiến đấu quyết liệt của lực lượng vũ trang Nhật Bản, cuộc viễn chinh lần thứ nhất của quân Mông Nguyên sang Nhật Bản đã thất bại thảm hại. Vào tháng 6 năm 1281, nhà Nguyên cử một đội quân xâm lược gồm 14 vạn tên cùng với sự hậu thuẫn của quân Triều Tiên, chia làm hai đạo, vượt biển xâm lược Nhật Bản lần thứ hai. Trận chiến kéo dài suốt 2 tháng ở nhiều vùng Tây Nam Nhật Bản. Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, lực lượng vũ trang Nhật Bản đã ngăn địch đổ bộ sâu vào đất liền. Rồi cũng như trận chiến thứ nhất, một cơn bão ập tới nhấn chìm bè lũ quân xâm lược, giúp Nhật Bản chiến thắng oanh liệt, thành công gìn giữ lãnh thổ, đánh một dấu mốc trọng đại trong lịch sử Nhật Bản. Với 2 lần đánh thắng quân Mông Nguyên xâm lược, chính quyền mặc phủ Kamakura sau đó đã thực hiện nhiều chính sách về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật để phát triển chế độ phong kiến Nhật Bản. Song vào đầu những năm 30 của thế kỷ thứ 14, chính quyền mặc phủ Kamakura đã dần suy yếu. Năm 1332, Thiên hoàng Go-Daigo đã liên kết với những thế lực quý tộc, tôn giáo, võ sĩ bất mãn ở các địa phương, nổi dậy chống lại sự chuyên quyền của mặc phủ Kamakura, nhưng thất bại rồi bị bắt đi lưu đày ở đảo Oki. Năm 1333, tướng Ashikaga và Nitta đã trực tiếp chỉ huy một lực lượng quân sự lớn bất ngờ tấn công vào Kamakura, chấm dứt 148 năm cầm quyền của mặc phủ Kamakura trong lịch sử Nhật Bản. Ngay sau thắng lợi của những tướng lĩnh đồng minh, Thiên hoàng Go-Daigo đã được thả tự do và gấp rút xây dựng bộ máy chính quyền trung ương với tham vọng thâu tóm quyền lực vào tay mình. Tuy nhiên, năm 1336, tự thấy mình có lực lượng đủ lớn để nắm giữ quyền lực ở Nhật Bản, tướng Ashikaga đã kéo vào Kyoto, buộc Thiên hoàng phải chạy về phía Nam. Như vậy, trên thực tế, từ năm 1336 đến năm 1392, ở Nhật Bản có 2 triều đình mà lịch sử vẫn thường gọi là thời kỳ Nam Bắc Triều. Khác với mặc phủ Kamakura, tướng Ashikaga muốn tước hết mọi quyền lực của Thiên hoàng, xây dựng một chính quyền riêng của mình ngay ở Kyoto, trung tâm chính trị truyền thống của đất nước. Mặc phủ Muromachi ra đời từ đó đã thực hiện nhiều chính sách mới về kinh tế, chính trị để lấn át hoàn toàn quyền lực chính trị của Thiên hoàng và tăng cường sự quản lý đất nước, giữ thế cân bằng về chính trị trước sự phản đối của lực lượng võ sĩ ở địa phương và những đứt gãy của nền chính trị Nhật Bản lúc bấy giờ. Mặc phủ Muromachi duy trì được địa vị của mình đến năm 1573. Nhưng ngay từ đầu thế kỷ thứ 15, những chính sách mà dòng họ này thực hiện đã không còn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước, khiến chế độ này vấp phải những khó khăn triền miên về kinh tế, chính trị. Trước tình hình đó, 2 dòng họ võ sĩ có ảnh hưởng lớn đến chế độ mặc phủ Muromachi là Hosokawa và Yamana đã chia tách thành những tập đoàn quân phiệt đối lập. Do những tranh chấp về việc chọn người kế vị và hệ quả của sự nghèo đói dai dẳng trước đó, năm 1467, năm Onin thứ nhất, đã diễn ra cuộc nội chiến mà lịch sử gọi là loạn Onin. Cuộc chiến đã kéo dài dòng dã 10 năm liền. Nhiều Sugo đã tập hợp lực lượng kéo quân về Kyoto để tranh đoạt danh vị tướng quân. Năm 1467, đồng thời cũng là mốc khởi đầu của thời kỳ chiến quốc trong lịch sử Nhật Bản. Sau khi chiến tranh Onin kết thúc, từ cuối thế kỷ 15, Nhật Bản lại trải qua một thời kỳ với nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc giữa các lãnh chúa để tranh giành đất đai và quyền lực. Lịch sử gọi đó là thời kỳ chiến quốc, kéo dài từ năm 1490 đến năm 1600. Khác với thời kỳ Onin và thời kỳ chiến quốc, các cuộc xung đột giữa các thế lực phong kiến ở Nhật Bản đã mở rộng ra phạm vi cả nước. Mỗi tập đoàn võ sĩ cắt cứ một địa phương, chiến tranh cuốn tất cả mọi tầng lớp xã hội lao vào những cuộc tàn sát kéo dài hơn một thế kỷ, gây ra nhiều hệ quả đối với đời sống xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ. Cục diện chiến tranh đã khiến cho nhiều tập đoàn võ sĩ tự cố kết lại thành những tổ chức quân sự, chính trị vững chắc và nổi bật. Trong đó là liên minh quân sự, đứng đầu là Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Ieyasu, nhằm loại bỏ thế lực của một số cơ sở tôn giáo, thực chất là những tập đoàn phong kiến lớn. Năm 1571, Oda đã cho quân bao vây, tấn công vùng núi Hayang, tàn phá hơn 3.000 dinh thự, chùa chiền và thẳng tay tàn sát hàng ngàn sư sãi. Đến năm 1573, Oda Nobunaga đã đưa quân trở lại Kyoto, đuổi tướng quân Ashikaga ra khỏi kinh đô, đặt dấu chấm hết cho chế độ mạc phủ Muromachi sau 237 năm thống trị trên lãnh thổ Nhật Bản. Những chính sách về kinh tế, chính trị mà Oda thực hiện tuy để lại một số hậu quả về xã hội, song lại mạnh mẽ và góp phần chuẩn bị những tiền đề quan trọng cho quá trình thống nhất Nhật Bản sau này. Sau khi Oda Nobunaga qua đời, với sự nỗ lực không ngừng, chỉ sau 3 năm, một thân tín của ông là Toyotomi Hideyoshi đã trở thành lãnh chúa có thế lực nhất ở Nhật Bản. Năm 1584, Toyotomi Hideyoshi đã cho xây dựng thành Osaka thành trung tâm chính trị của Nhật Bản. Năm 1585, Toyotomi Hideyoshi đã liên kết với những lãnh chúa có quyền lực khác, thực hiện việc thống nhất Nhật Bản. Hầu hết các lãnh chúa đều phải chịu thuần phục sức mạnh của ông. Tình trạng phong kiến cát cứ kéo dài trong lịch sử Nhật Bản cơ bản đã chấm dứt, để thay vào đó là một thiết chế chính trị phong kiến quân phiệt thống nhất có khuynh hướng tập quyền. Những thành công trong công cuộc thống nhất Nhật Bản đã khiến cho Toyotomi Hideyoshi có tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng và khuếch trương thế lực với các quốc gia trong khu vực. Mượn cớ mượn đường để tấn công Trung Quốc, chính quyền Toyotomi Hideyoshi đã yêu cầu triều đình Joseon phải mở cửa để quân đội Nhật Bản tiến vào. Đầu năm 1592, Hideyoshi cử 20 vạn quân ồ ạt tiến quân sang bán đảo Triều Tiên, nhanh chóng chiếm được kinh đô Seoul. Nhưng sự kháng cự quyết liệt của quân dân Triều Tiên cùng với viện binh của nhà Minh, Hideyoshi đã phải ra lệnh rút quân về nước. Tuy thất bại về quân sự, nhưng Hideyoshi vẫn tự coi mình là kẻ chiến thắng và đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý với Triều Tiên, và tất nhiên đã bị từ chối ngay lập tức. Vào năm 1597, Nhật Bản lại một lần nữa phát quân xâm lược Triều Tiên lần thứ hai. Trong khi tình hình chiến sự đang hết sức cam go với những bất lợi to lớn, từng Hideyoshi đột ngột qua đời vì bạo bệnh đã khiến cho Nhật Bản quyết định rút quân về nước. Tokugawa Ieyasu, một daimyo thân cận của Toyotomi Hideyoshi, đã chính thức bước lên vũ đài chính trị, thâu tóm quyền lực sau trận chiến quyết liệt với thế lực liên quân ủng hộ nhà Toyotomi tại Sekigahara vào năm 1600. Sau thắng lợi tại trận chiến này, Ieyasu đã thực hiện những chính sách khôn khéo để giải quyết vấn đề thực tại của nước Nhật lúc bấy giờ, đồng thời hướng tới tái thiết nền hòa bình và thống nhất quốc gia. Mạc phủ Tokugawa hình thành, giữ thế cân bằng quyền lực với triều đình, đặt trung tâm ở Edo, một tòa thành có vị trí chiến lược, sau này là Tokyo. Thời kỳ này được lịch sử gọi là thời Edo, hay còn gọi là thời Tokugawa. Dưới thời Edo, văn hóa Nhật Bản đã có những chuyển biến hết sức căn bản. Nhiều ngành kinh tế có sự phát triển nổi trội như nông nghiệp, chuẩn bị những tiền đề quan trọng cho các cuộc canh tân của Nhật Bản trong thời kỳ hiện đại. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm tìm lại được sự thống nhất vốn có sau một nội chiến kéo dài dai dẳng, thì Nhật Bản lại phải đối đầu với một thách thức chính trị to lớn: sự xâm nhập của các cường quốc phương Tây. Thời kỳ Edo được các nhà sử học xem là thời kỳ phát triển cuối cùng và cao nhất của chế độ phong kiến, đồng thời cũng là thời kỳ mà lịch sử Nhật Bản trải qua những chuyển biến hết sức phức tạp và đa dạng. Hơn 200 năm tồn tại dưới chế độ mạc phủ Tokugawa, không hề có một cuộc chiến tranh lớn nào chạm tới cuộc sống thanh bình của Nhật Bản. Tuy nhiên, dường như chính giấc ngủ thanh bình triền miên bởi chính sách tỏa quốc trong sự cô lập hoàn toàn với các quốc gia bên ngoài đã khiến Nhật Bản tụt hậu một cách trầm trọng so với thế giới đang vận hành ngoài kia. Sự bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu cùng với nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, nhân công ngày một lớn của giới tư bản châu Âu đã khiến các nước này thúc đẩy sự xâm nhập vào châu Á bằng cả con đường kinh tế lẫn vũ lực. Nhật Bản cũng không nằm ngoài tham vọng đó. Lúc này, chính quyền mạc phủ liên tục có những bước đi sai lầm, liên tục nhượng bộ trước những áp lực của các cường quốc bên ngoài, đã khiến cho mâu thuẫn xã hội ngày càng gia tăng, tình hình đất nước trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Trong tình thế chính quyền Edo ngày càng xa lầy, phe chống đối mạc phủ là Chōshu và Satsuma đã vận động mạc phủ trao trả lại quyền lợi cho thiên hoàng. Cuối cùng, vào ngày 3 tháng 1 năm 1868, tướng Tokugawa chính thức bị tước đoạt đất đai, chức vụ để trao trả lại toàn bộ quyền điều hành đất nước cho thiên hoàng Minh Trị. Ngày 11 tháng 4 năm 1868, mạc phủ mở cửa thành Edo đầu hàng quân triều đình, chấm dứt vai trò là trung tâm quyền lực của đất nước suốt hơn 200 năm. Sự chấm dứt của thời kỳ Edo đồng thời đã đặt dấu chấm hết cho thời kỳ phong kiến tồn tại kéo dài gần 700 năm trong lịch sử Nhật Bản. Tuy đã chấm dứt vai trò của mình trong lịch sử, song không thể phủ nhận rằng thời kỳ Edo đã đưa lịch sử phong kiến Nhật Bản phát triển lên đến đỉnh cao, thống nhất lãnh thổ vốn bị chia cắt bởi những thế lực cát cứ trong thời kỳ chiến quốc.